Xin chào tất cả các bác. Hôm nay tôi giới thiệu cho các bác một con dao cực kỳ nhỏ gọn được rèn hoàn toàn từ thép trắng. Con dao này thì có kích thước của lưỡi dao dài 23 cm, cán dao từ gỗ cẩm chỉ có vòng đồng dài 16 cm, cả dao và vỏ dao là dài 40 cm. Thật sự là con dao này cực kỳ nhỏ gọn và gần như là không rỉ trong quá trình sử dụng. Và ngay bây giờ thì tôi sẽ test con dao này đi chặt cây cho các bác xem. Và đây ạ, con dao tôi đang cầm con dao trên tay chặt cái cây này đây. Các bác xem ạ. Từng một nhát gần lìa cây luôn. Cắt nó lìa luôn. Và bây giờ tôi sẽ thử chặt một nhát nữa ở đây xem. Giờ tôi sẽ dùng nhiều sức hơn. Đấy, các bác thấy chưa? Phát nào phát đấy. Bây giờ thì tôi sẽ chặt thêm phát nữa ở phần gốc. Phần gốc thì có vẻ hơi cứng. Thật sự là con dao này rất là vừa tay các bác ạ. Phù hợp cho các bác nào muốn có một con dao nhỏ gọn đi phượt, dùng để đi phượt hoặc là đi rừng chẳng hạn. Bác nào thì thích hoặc là muốn rèn con dao theo mong muốn của mình thì cứ để lại số điện thoại à. Tôi sẽ gọi cho các bác để tư vấn trực tiếp. Chào tất cả các bác nhé.